vị, mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Y khoa phục vụ đời sống cùng với bác sĩ Kevin Mai. Ở phần 2 này, bác sĩ Kevin Mai sẽ gửi đến tiếp tục cho quý vị những thông tin về lợi ích của việc tập thể dục ạ. Vâng, nói về lợi ích tập thể dục, kế tiếp là quý vị cũng nghe nói trên đài báo đồ đủ tập thể dục là quan trọng, nhưng mà cũng tốt. Nhưng quý vị nghe những con số như thế này, tôi nói để quý vị thấy nó tập thể dục nó quan trọng như thế nào. Nếu người ta tính ra, đây là một cái nghiên cứu khoảng gần trên 40.000 người tuổi trung niên, nếu mà quý vị chỉ cần chạy một tuần, chạy một giờ thôi, chạy một giờ một tuần, tức là tương đương với đi bộ khoảng 150 phút một tuần, thì nó sẽ giảm cái khả năng tim mạch của quý vị 42%. Wow. 42%, nâng tạ thì ít hơn có 23%, nhưng mà tập 42 tương đương với uống một viên thuốc cao mỡ. Quý vị biết uống cao mỡ nó cũng giảm bệnh tim mạch của quý vị, thì chúng ta có thể tập thể dục thay vì uống thuốc, nó là tương đương như vậy. Và quý vị nói bây giờ tập như thế nào, tập nhiều hay tập ít, cơm là quý vị nên nhớ là tập thể dục nó vẫn phải có chương trình, nó từ từ. Tôi kể cho quý vị nghe, có một ông như thế này, ông vào phòng vòng mạch của chúng tôi á, hai bả vai của ông liệt luôn đi, giống như là mấy cái gân ở hai bả vai nó bị rách luôn, nâng không nổi, cứng ngốc vậy nè. Ông kêu ông bị trùng độ khoảng cả tuần rồi mà cũng chưa có hồi phục. Chuyện gì xảy ra? Thì ông thấy trên tivi có một ông cũng tương đương tuổi của ông hít đất được 50 cái. Ông kêu đồ yếu dễ quá, tôi cũng làm được đúng không? Nằm xuống hít đất liền được 30 cái, cũng ok lắm. Ngày đầu không thấy dễ, ngày hôm sau thì hai bả vai nó cứng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư ngủ không được, nó đau quá, nhức quá. Chụp hình thì gân nó bị rách. Wow. Quý vị nên nhớ là nhiều lúc chúng ta tập, chúng ta tưởng là được, không chú ý, nó lúc đầu nó có thể không có đau nắng, nhưng mà nếu mà tập quá cái sức của nó, thì chúng ta tập hôm qua lúc đầu chúng ta hít đất, chúng ta chỉ nên hít từ từ thôi, 10 cái nhẹ nhẹ, tình cảm trước rồi mới tăng từ từ lên. Ví dụ như quý tệ hội đồng mà Preventive Task Force hay là CDC đề nghị quý vị tập đi bộ 150 phút mỗi tuần, tức là 5 ngày mỗi ngày 30 phút, nhân lên là 150 phút mỗi tuần là đủ rồi. Nếu mà chúng ta mới bắt đầu tập thì chúng ta có thể đi bộ 5-10 phút. Nhiều cái cụ đi bộ 5-10 phút đã mệt rồi, tại vì ít có tập, cho nên chúng ta phải từ từ và đi những con đường mà chúng ta phải an toàn. Đúng quý vị, những con đường mà basement á, tôi thấy có vài người bị ngã té gãy xương luôn, tại vì không có con đường đi, nó không có an toàn. Nhất là cái basement, Kim Thủy biết ở xung quanh nó có cái dốc, cái đồi nó lên đó, nếu mà nó không có flat, cho nên mình đi trên cái basement đó phải cẩn thận, chứ không mình sụp chân ngã gãy xương thì tội nghiệp lắm. Dạ, thật ra thì cái việc tập thể dục này á, hiện nay á, cái YouTube nó quá thịnh hành rồi bác sĩ. Nếu mà chúng ta đã xác định là chúng ta theo một cái bộ môn nào đó, thì chúng ta chịu khó lên trên YouTube là cái bộ môn đó dành cho những người mới bắt đầu, thì ở trên YouTube có rất là nhiều thông tin, rất là nhiều clip hữu ích cho quý vị để quý vị có thể theo dõi. Vâng, không những chạy mà bơi lội, đạp xe đạp đều là những cái động tác tốt. Ngay cả cưỡi tạ để cho bắp thịt nó nở hơn cũng tốt, nhưng mà nó không bằng chạy với lại đạp xe đạp với bơi lội nha quý vị. Đấy, đấy là đó là quý vị nói một tuần chỉ cần 150 phút hoặc là chạy 75 phút là đủ rồi, là được đạt tiêu chuẩn, hơn nữa cũng được. Nhưng mà chúng ta phải từ từ hỏi bác sĩ cái cơ thể chúng tôi, tôi bị tim mạch, tôi bị như vậy đó, thì tôi có bắt đầu chương trình thể dục như thế nào cho vừa ý, thì bác sĩ gia đình có thể khuyên quý vị. Dạ, còn chạy với đi bộ thì cái nó hữu ích như thế nào? Cái em nghe nói là đi bộ thì tốt hơn chạy. Đi bộ mà đúng ra đó, vài nghiên cứu nói đi bộ mà đi bộ nhanh là tốt nhất. Nó không bị chấn động đầu gối với lưng, đau nhiều. Những cái người mà vui lắm là không phải vui nữa, mà nó nghiên cứu những cái người mà chạy marathon, những người mà chạy marathon mà chạy từ thành phố này qua quốc tế rồi đó, mà là những người đó lại tăng cái nguy cơ bị loạn tim ê phim, cho nên không phải là tốt. Và chân tay thường bị phong thấp thơ sớm,
Cho nên quá sức cũng chúng ta không có cần phải là những dũng sĩ Olympic và chạy marathon quý vị. Chứ chúng ta đi bộ nhanh, đi bộ nhanh là tốt nhất. Đi bộ nhanh thì tốt hơn chạy, nhưng mà cũng là tốt hơn đi bộ chậm. Nhưng mà nếu chúng ta đi bộ nhanh không được thì chúng ta cũng đi bộ từ từ thôi, để chúng ta mệt nghỉ, chúng ta khỏe, đi bộ tiếp, để mà tích lũy khoảng mỗi ngày khoảng 30 phút là chúng ta ngon lành. Dạ, và quý vị nhớ là khi tập thể dục xong thì chúng ta uống nước, chứ đừng có đi tìm một ly trà sữa hay là một ly cà phê sau đó uống xong rồi nó cũng như không. Để giảm cân đó, là cho không chập xong thì nếu mà mình không có ý định giảm cân á thì cũng làm ly cà phê cũng được quý vị, làm ly nước rồi cũng ngon lành, không sao hết quý vị. Rồi bây giờ là qua chuyện của chị em phụ nữ chúng mình. Bác sĩ, đó là tôi năm nay 38 tuổi, bị chảy máu nhiều mỗi lần có kinh, thì cho bác sĩ cho bệnh nhân hỏi là nguyên nhân tại sao? Vâng, quý vị chị em phụ nữ thường bị rong kinh, chảy kinh nhiều thì có những cái nguyên nhân như thế này cho quý vị. Mình chiếu lên thì thấy cái hình ảnh thì dễ nhớ hơn, chứ tôi nói một loạt ra là không bao giờ nhớ hết. Thứ nhất là chúng ta bị rong kinh, tức là kinh nguyệt trứng rụng không có đều, thì những cái người này thường bị chảy máu nhiều hơn. Có người có 5 ngày, có người 10 ngày có kinh, rồi có không có theo đúng cái chu kỳ là 25 28 ngày. Thứ hai nữa là cái thứ nhì nữa là có một số chị em bị bệnh loãng máu ít thôi, tức là dễ chảy máu. Khi mà bị chảy máu nhiều như vậy, chúng tôi sẽ order những blood test để qua thử mình có bị di truyền, những cái này thường di truyền cái bệnh loãng máu trong người. Rồi có một cái nữa là chúng ta có những cái bướu, những cái bướu này là thường là bướu lành, nó gọi là u nang tử cung. U nang tử cung thì nó thường cũng gây ra chảy máu. Tôi có cái cô này chảy máu hoài, tôi nổi mà 12 lít máu là một người phụ nữ bình thường, cô chảy luôn mấy năm trời, nó từ từ còn có 6 thôi. Cho uống bao nhiêu chất sắt cũng không thành. Siêu âm thì có cái u bướu ở trong cái u nang tử cung. Cuối cùng quyết định gửi đi bác sĩ chuyên khoa để mổ. Mổ trong vòng 3 tháng máu huyết trở lại bình thường. Từ 6 hemoglobin 6 bịch lên 12 bịch, từ đó ngon lành khỏe mạnh. Không có xanh xao chóng mặt nữa. Cho nên đó là một cái phương pháp chữa trị cho những người bị chảy máu quá nhiều, bị u nang đó, thì chúng ta phải mổ lấy nó đi. Rồi một số quý vị bị ung thư cổ tử cung và ung thư tử cung đều gây ra chảy máu, đặc biệt là những cái người mà mãn kinh rồi mà vẫn còn chảy máu thì rất là sợ. Nguy hiểm, không có cớ gì mà mãn kinh rồi ha, khoảng 2-3 năm sau là chảy máu lại. Thì mình phải đi khám bác sĩ, làm pap smear, ultrasound để qua chúng ta có ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung hay không. Nhưng quý vị, pap smear thì quý vị biết rồi, chúng ta cứ làm, không cần làm hàng năm, 2-3 năm làm một lần cũng được, chứ không cần. Nhưng mà quý vị nào sợ hãi, phụ nữ Việt Nam chúng ta thì bị cái bệnh mà ung thư cổ tử cung cao hơn những cái người chủng tộc khác, thì chúng ta có thể làm một năm một lần bảo hiểm cũng cho. Mặc dù các recommendation của CDC Preventive Task Force là tới 3 năm một lần, nhưng mà Việt Nam chúng ta vẫn có thể làm một năm lần, 2 năm một lần đều được hết quý vị. Chuyển sang một đề tài khác, đó là về hút thuốc ạ. Con tôi hút thuốc lá điện tử, xin bác sĩ cho biết là thuốc lá điện tử có nguy hiểm không ạ? Quý vị biết là hiện giờ phong trào của mấy em teenager, vị thành niên, tôi thấy mấy bác lớn tuổi thì không thèm, đã hút là phải hút thuốc thật cho nó ngon, cho nó thơm, chứ không uống thuốc thì lạ. Nhưng mà cái phong trào của mấy em bây giờ là hút thuốc lá điện tử, có quý vị nhớ đây này, nó cầm cái này hút lên sáng, trong cái đây là điện tử, đây là thuốc lá thường. Thì theo cái nghiên cứu vừa rồi thì cái tỷ lệ các em high school đó hút thuốc lá giảm đi, nhưng mà hút thuốc điện tử tăng lên rất là nhiều. Lý do là người ta lúc đầu người ta support hút thuốc điện tử để đỡ độc hại hơn hút thuốc lá. Điều đó có đúng hay không? Đúng quý vị. Tại vì trong hút thuốc lá đó, khi chúng ta đốt các hóa chất, những cái hóa chất này rất hại cho phổi và có thể gây ung thư.
Trong khi đó thuốc lá điện tử thì không đốt những hóa chất đó, nó có những cái chất mà nó làm cho vapor, cái nước hóa chất nó bốc hơi thôi chứ nó không phải là cháy giống như là điếu thuốc này, thì nó ít có bị ung thư và ít bị phổi. Tuy nhiên thuốc lá điện tử vẫn có thể gây hại. Người ta ước khoảng 2.000 người bị tổn thương phổi, khoảng là 50.000 50 em có thể bị chết do hút thuốc lá điện tử này. Đấy là cái đó, cho nên nói là mấy em nếu mà không bỏ thuốc lá được thì chuyển qua thuốc lá điện tử thì ok, còn bỏ luôn được hai thứ thì càng tốt, chứ không phải là thuốc lá điện tử là hoàn toàn an toàn, nó chỉ là ít có bị ung thư và hại hơn thuốc lá thường thôi. Nói về thuốc lá thì không chỉ là ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn hại tới thần kinh đúng không bác sĩ? Vâng, thuốc lá điện tử quý vị nên nhớ là nó vẫn chứa nicotine. Mấy em mà hút thuốc lá điện tử người ta chú ý còn nghiện hơn, tại vì nicotine có thể bỏ được rất là nhiều ở trong cái nước của nó, thì nó còn nghiện hơn, tuy là nó ít gây ung thư hơn thuốc lá thường nhưng mà nó có thể gây nghiện hơn thuốc lá thường quý vị, do nó chứa nicotine. Còn nếu mà không dùng nicotine, có vài cái nó giả không dùng nicotine thì uống hút nó không phê. Còn bao nhiêu nồng độ bao nhiêu thì có thể trộn thêm vô cái nước đó, nó là cái nguy hiểm chỗ đó, nó gây nghiện chứ nó không phải là không gây nghiện nè quý vị. Dạ, đã nói tới thuốc lá thì dù ít dù nhiều nó cũng sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, mà nếu mà chúng ta khuyên con em của chúng ta bỏ được luôn thì càng tốt nha quý vị. Bác sĩ Kevin Mai và Kim Thủy sẽ quay trở lại ngay sau một vài phút dành cho nhà tài trợ.